Với sức gió tối đa 118,8 km h ở tâm bão, ga đổ bộ Trung Quốc vào tối ngày 25 tháng 7 giờ địa phương tại quận Tử Tự, thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, khiến 3 người thiệt mạng và 380 người bị thương. Đến 6 giờ ngày 26 tháng 7, tâm bão nằm ở huyện Vu Khê, thành phố Tam Minh, với sức gió tối đa 100,8 km h 72 thị trấn trên khắp Phúc Kiến đã ghi nhận lượng mưa tích lũy vượt ngưỡng 250mm với mức cao nhất lên đến 512,8mm. Đến giờ, khoảng 628.000 người ở Phúc Kiến đã bị ảnh hưởng bởi bão KMI, trong đó khoảng 290.000 người phải sơ tán khẩn cấp, giới chức địa phương cho hay. GMI bắt đầu ảnh hưởng các tỉnh Hà Nam và Sơn Đông từ tối 26 tháng 7, mang theo mưa đến nhiều khu vực. Cùng thời điểm, bão cũng tấn công tỉnh Giang Tây, nơi có khổ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc là Bà Dương. Tỉnh Hà Nam trước đó đã kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp cấp 3, trong khi chính quyền ở Sơn Đông kích hoạt hệ thống cấp 4. Cả hai tỉnh đều đưa ra cảnh báo vàng về mưa bão vào chiều ngày 26 tháng 7. Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp, với cấp 1 là mức độ cấp bách nhất để kiểm soát lũ lụt. Quốc gia này còn có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã khóa bằng màu, trong đó màu đỏ tượng trưng cho cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp đến là cam, vàng và xanh lam. Tuần tới, tác động của bão Gaemi dự kiến lan ra phía Bắc đến các tỉnh Cát Lâm và Liêu Ninh. Cả hai tỉnh này vẫn đang phải vật lộn với ngập lụt do mưa lớn. Vào ngày 25 tháng 7, Gaemi đã tấn công một vài thành phố và thị trấn của Đài Loan, Trung Quốc, khiến hơn 700 người bị thương và 7 người thiệt mạng. Tại Philippines, cơn bão đã làm chết 32 người, thủ đô Manila phải ban bố tình trạng tai họa vì lũ lụt diện rộng. Bão Kemi đổ bộ vào Đông Nam Trung Quốc hôm 25 tháng 7 sau khi di chuyển qua eo biển Đài Loan, gây ra cảnh báo về tình trạng nước sông dâng cao, lũ quét và ngập nặng. Gaemi, cơn bão thứ ba và mạnh nhất đổ bộ vào bờ biển phía đông Trung Quốc trong năm nay, đã đi vào tỉnh Phúc Kiến tối 25 tháng 7 sau khi quét qua Đài Loan, Trung Quốc, với gió giật lên tới 227 km h Đây là một trong những cơn gió mạnh nhất được ghi nhận ở Tây Thái Bình Dương. Trước khi bão đổ bộ, 240.800 người dân Phúc Kiến đã được sơ tán. Mặc dù đã suy yếu, bão Gaemi dự kiến sẽ gây ra lượng mưa lớn ở ít nhất 10 tỉnh của Trung Quốc trong những ngày tới. Đài quan sát khí tượng tỉnh phúc kiến tại ước tính rủi ro cho rằng KEMi đứng thứ hai về chỉ số gió và mưa trong số 326 cơn bão trong lịch sử Trung Quốc, do đó áp lực phòng chống giảm nhẹ thiên tai tương đối lớn. Trường bộ phận dự báo thủy văn của Bộ Thủy lợi Trung Quốc nói, bão dự kiến quét qua Châu Giang, Hồ Thái Hồ, sông Dân Tử, sông Hoài Hà, sông Hoàng Hà, sông Hải Hà, sông Tùng Liêu, tương đương với bao trọn cả 7 lưu vực sông lớn. Đặc biệt, GMI di chuyển chậm và có đủ thời gian để tích lũy năng lượng. Ngoài ra, gió mùa Tây Nam có nguồn cung cấp hơi nước ổn định nên hơi nước tương đối dồi dào và cường độ mưa cao. Theo hãng tin Reuters, Gaemi được so sánh với cơn bão Đốc Suri năm ngoái. Cơn bão đã gây ra trận lũ lụt lịch sử, gây thiệt hại trên toàn Trung Quốc gần 30 tỷ đô la Mỹ. Các nhà chức trách cho biết, mực nước ở hạ lưu sông Dân Tử cũng như các hồ nước ngọt lớn, Po Giang và Đông Tinh ở miền Trung Trung Quốc có thể dâng cao, trở lại mức nguy hiểm như hồi đầu tháng 7 sau những trận mưa lớn trong mùa hè. Chính quyền Bắc Kinh cũng cảnh báo Gaemi có thể gây ra lượng mưa lớn ở thủ đô Trung Quốc, ngay cả khi cơn bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Các nhà chức trách cũng cảnh báo mưa bão do Kaemi có thể gây ra lụ quét và ngập lụt, đặc biệt là ở một số vùng phía Bắc Trung Quốc, nơi vừa hứng chịu trận mưa lớn đầu tuần này. Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp hôm 25 tháng 7 để nghiên cứu và sắp xếp công tác liên quan đến kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tài. Trung Quốc đang trong giai đoạn kiểm soát lũ lụt quan trọng khi lũ lụt dự kiến xảy ra ở các lưu vực sông lớn, bao gồm cả sông Dương Tử và sông Hoàng Hà. Theo thông báo chính thức của cuộc họp, sự xuất hiện của bão Gaemi có thể khiến tình hình kiểm soát lũ lụt khó khăn và phức tạp hơn. Cuộc họp cũng nhấn mạnh nhu cầu củng cố cơ sở hạ tầng thủy lợi trên toàn quốc nhằm ngăn ngừa vỡ đề và vỡ đập ở các con sông và hồ chứa lớn. Trước khi đến Trung Quốc, Gaemi đã khiến 3 người chết và 380 người bị thương tại Đài Loan, gây lũ lụt và làm chìm một tàu chở hàng sau khi cơn bão mạnh nhất 8 năm này tấn công hòn đảo khi đổ bộ tối 24 tháng 7. Báo The Paper tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đưa tin đoạn video lan truyền trên mạng xã hội X Twitter được cho là đập tam hiệp vỡ, khiến hàng ngàn gia đình phải sơ tán. Tuyên bố này còn kèm theo một đoạn video dài khoảng 30 giây. Tuy nhiên, đoạn video đó thực ra là ghi lại sự cố lũ lụt do mưa lớn ở đường hầm phía Bắc, đường cao tốc Bắc Kinh – Quảng Châu ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam vào ngày 20 tháng 7 năm 2021. Theo báo The Paper, ngày 21 tháng 7 năm 2021, kênh Project Earth trên nền tảng video YouTube đã phát hành một video có thời lượng 4 phút 28 giây, trong đó bao gồm các clip từ 32 giây đến 1 phút 01 giây. Video gốc có chú thích, vào ngày 21 tháng 7 năm 2017, Trịnh Châu đã hứng chịu trận mưa ngàn năm mới có một lần. Trịnh Châu đã hứng chịu trận mưa ngàn năm mới có một lần. Kênh Project Earth cho biết các clip lấy đến từ các nền tảng xã hội lớn và được biên tập theo ngày, địa điểm. Theo Tân Hoa Xã, từ ngày 17 tới ngày 23 tháng 7 năm 2021, tỉnh Hà Nam gặp phải trận mưa lớn hiếm thấy và hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Đặc biệt, vào ngày 20 tháng 7 năm 2021, thành phố Trịnh Châu cánh chịu thương vong nặng nặng và thiệt hại về tài sản. Do Ban Quản lý Đường hầm Trịnh Châu và các bộ phận liên quan không đóng cửa đường hầm và phân luồng giao thông kịp thời làm 6 người thiệt mạng và 247 ô tô bị ngập nước. Đây không phải lần đầu tiên thông tin đập tam hiệp ở Trung Quốc bị vỡ, lan truyền trên mạng xã hội. Hồi tháng 6 năm 2023, cũng xuất hiện thông tin đập tam hiệp của Trung Quốc bị vỡ hoặc cháy. Tờ The Paper cũng tuyên bố thông tin đó là sai sự thật. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV ngày 22 tháng 7 đưa tin, Bộ Thủy lợi đã tổ chức cuộc họp đặc biệt để phân tích, đánh giá tình hình lũ lụt trên sông Dương Tử, sông Hoài Hà, Hắc Long Giang và các lưu vực sông khác. Khi bước vào giai đoạn quan trọng trong ứng phó lũ lụt, Bộ Thủy lợi Trung Quốc kêu gọi thực hiện loạt biện pháp chủ động ở 8 lưu vực sông lớn để giảm thiểu tác động của lũ lụt. Bên cạnh đó, giới chức Trung Quốc cũng thảo luận về việc xả lũ đập tam hiệp khi dự báo lũ sông Kim Sa, phụ lưu sông Sơn Tử tiếp tục dao động mức 1,5m so với cảnh báo. Hiện nay, Bộ Thủy lợi duy trì ứng phó khẩn cấp phòng lũ cấp 3 đối với tỉnh Hồ Nam và phòng chống lũ cấp 4 cho 13 tỉnh và khu vực bao gồm Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cam Túc, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Vân Nam. Văn phòng Thủy văn của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, hay còn gọi là Sông Dương Tử, đưa ra cảnh báo màu vàng, mức cảnh báo nghiêm trọng thứ ba. Từ chiều ngày 22 tháng 7, với lũ lụt ở trạm Thủy văn dọc sông Kim Sa, tỉnh Vân Nam. CCTV đưa tin có 50 con sông khắp Trung Quốc lũ lụt trên mức cảnh báo. Thông báo mới nhất từ chính quyền huyện Hán Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, tại cuộc họp báo vào sáng ngày 21 tháng 7 cho biết, do mưa lớn đã gây ra lũ quét tại làng Tân Hoa, huyện Hán Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 7, thảm họa đã ảnh hưởng đến 1.254 người, trong đó có 8 người thiệt mạng, hơn 30 người đã mất tích, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi và bị hư hại nghiêm trọng, đường xá, cầu cống và thông tin liên lạc bị gián đoạn. Theo truyền thông Trung Quốc, sau khi thảm họa xảy ra, chính quyền địa phương đã thành lập trụ sở cứu hộ khẩn cấp, tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn gồm 443 người, nỗ lực thực hiện tìm kiếm cứu nạn, di rời những người bị ảnh hưởng. Hiện tại, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Để đối phó với tác động mạnh và xu hướng xảy ra thiên tai do mưa lớn gây ra, cơ quan giảm nhẹ thiên tai thành phố Nhã An đã ra quyết định điều chỉnh khởi động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai từ cấp 3 lên cấp 1, ứng phó khẩn cấp cao nhất vào trưa ngày 20 tháng 7. Truyền thông Trung Quốc dẫn các nguồn tin cho biết thêm do mưa lớn liên tục, chính quyền địa phương đã tổ chức cho người dân di tản đến nơi an toàn. Tuy nhiên, một số người đã trốn về nhà và bị lũ quét tấn công bên cạnh đó lũ quét xuất hiện trong thời gian nhiều người đang ngủ nên không có thời gian để tránh lũ. Trước đó vào ngày 19 tháng 7 tại địa phận Tạc Thủy, tỉnh Thềm Tây, Trung Quốc cũng đã xảy ra một vụ sập cầu đường bộ khiến hơn 40 người thiệt mạng và mất tích. Nguyên nhân được xác định là do mưa to và lũ quét. Hình ảnh đập tam hiệp mở 9 cửa xả lũ được Tân Hoa Xã đăng tải vào ngày 16 tháng 7. Theo hãng tin nhà nước Trung Quốc, đập tam hiệp xả lũ tại hồ chứa vào ngày 15 tháng 7 để tăng không gian đón nước lũ từ thượng nguồn sông Dương Tử. Theo Chinanews.com, vào ngày 16 tháng 7, đập tam hiệp đã tăng lượng xả lũ lên 43.000 m khối trên dây để chuẩn bị cho lũ lụt ở hồ Bắc. Trong khi đó cùng ngày, đài CGTN thông tin những trận mưa như chút nước ở thượng nguồn sông Dương Tử làm tăng tốc độ nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp. Mức nước hồ chứa đập Tam Hiệp đạt mức kỷ lục 165 m vào lúc 8 giờ sáng ngày 15 tháng 7. Đập Tam Hiệp hiện đã mở 9 cửa xả nước lũ với tốc độ xả lũ tăng dần lên gần 44.000 m khối trên giây. Ủy ban thủy lợi Trường Giang cho biết sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và có thể tăng xả lũ từ hồ chứa đập Tam Hiệp nếu cần thiết nhiều khu vực ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử đã ghi nhận mưa xối xả từ đầu mùa mưa lũ. China Daily thông tin vào ngày 12 tháng 7, đập tam hiệp mở cửa xả lũ lần đầu trong mùa lũ lụt Trung Quốc năm 2024. Việc xả lũ ở dự án thủy điện lớn nhất thế giới nhằm giảm bớt lo ngại về kiểm soát lũ ở thượng nguồn khi mưa dự kiến di chuyển về phía tây Trung Quốc dọc theo sông Dương Tử. Thời điểm đó, đập Tam Hiệp mở hai cửa xả lũ với lưu lượng dòng chảy tăng dần từ 27 m khối trên dây lên 31.000 m khối trên dây. Ngày 10 tháng 7, mức nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp lên tới 159,9 m, cao hơn 15 m so với mức bình thường. Các nhà dự báo thời tiết Trung Quốc đã cảnh báo trong 10 ngày liên tục từ ngày 10 tháng 7, mưa lớn xảy ra ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh sẽ khiến nước lũ ở thượng nguồn sông Dương Tử dâng cao đáng kể. Đập Tam Hiệp đóng vai trò quan trọng trong giảm thiểu tác động của nước từ thượng nguồn sông Dương Tử, giảm bớt đáng kể tình hình kiểm soát lũ lụt ở Hạ Lưu. Đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc là đập thủy điện lớn nhất thế giới cho tới thời điểm hiện tại. Đập Tam Hiệp dài hơn 2,3 km trên sông Dương Tử, con sông dài thứ ba trên thế giới. Đập Tam Hiệp cao 181 m và có thể chứa hơn 39 tỷ mét khối nước. Trung Quốc bắt đầu xây dựng đập Tam Hiệp từ cuối năm 1994, thân đập hoàn thành vào năm 2006 và tổ máy phát điện cuối cùng được lắp đặt vào năm 2012. Sau khi hoàn thành, công suất lắp đặt của đập Tam Hiệp đạt 22.500 MW, gấp 1,6 lần đập thủy điện lớn thứ hai trên thế giới là đập Itaipu nằm giữa Brazil và Paraguay, theo Đại học Stanford. SCMP dẫn nguồn từ CCTV, những trận mưa lớn đang liên tục đổ xuống thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc, tình hình càng căng thẳng hơn khi đập Tam Hiệp đang chuẩn bị cho đợt xả lũ mới. Đài CCTV cho biết, 6 người đã thiệt mạng do mưa lớn ở quận Điện Giang của Trùng Khánh, trong đó 4 người thiệt mạng do thảm họa địa chất và 2 người tử vong do chết đuối. Lượng mưa ở khu vực này đạt mức cao kỷ lục trong một ngày là 269,2 mm, ảnh hưởng đến hơn 40.000 người, làm hư hại 1,80 ha cây trồng và gây thiệt hại khoảng 82 triệu nhân dân tệ, tương đương 11,3 triệu đô la Mỹ. Hôm 11 tháng 7, trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán ở Trùng Khánh đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên cấp 3 cho 14 quận huyện và cảnh báo thảm họa địa chất lên cấp 3 cho 9 khu vực Hệ thống cảnh báo gồm 4 cấp, trong đó cấp 1 là nghiêm trọng nhất. Theo trạm giám sát thủy văn Trung Khánh, 4 quận ở thành phố này đã chứng kiến những trận mưa lớn với mức kỷ lục là vượt 250 mm, trong khi 14 quận và huyện khác cũng ghi nhận lượng mưa từ to đến rất to. Vào ngày 11 tháng 7, Trung Quốc xác định lượng mưa theo 3 cấp, bao gồm mưa vừa 50 tới 99,9 mm, mưa to là 100 đến 249,9 mm và mưa rất to là từ 250 mm trở lên. Do mưa lớn, một tuyến đường cao tốc thuộc quận Khai Châu Trùng Khánh đã bị sập khiến giao thông gặp gián đoạn. Theo CCTV, ga xe lửa Trùng Khánh cũng bị ảnh hưởng khi có 26 chuyến tàu bị hủy vào ngày thứ Năm. Siêu đô thị Trùng Khánh nằm dọc theo thượng nguồn sông Dương Tử, theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc. Các khu vực nằm dọc lưu vực sông Dương Tử phải đối mặt thêm nhiều thách thức khi mực nước của hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 161,1 m, mức cao nhất trong tháng 7 từ trước tới nay. Ủy ban Tài nguyên Thủy lợi Trường Giang, cơ quan chuyên thực hiện công tác phòng chống lũ lụt và ô nhiễm nước sông Dương Tử cho biết, lượng mưa lớn sẽ diễn ra ở các khu vực dọc thượng nguồn sông trong 10 ngày tới và một đợt lũ mới sẽ tràn vào khu vực hồ chứa của đập Tam Hiệp vào khoảng ngày 16 tháng 7. Dự kiến một đợt lũ với lượng nước cực kỳ lớn, đạt 45.000 mét khối trên dây sẽ đổ vào hồ chứa của đập Tam Hiệp và hai đợt nước dâng lớn khác vào giữa tháng 7. Theo CCTV, cơ quan trên đã quyết định tăng lưu lượng xả lũ của hồ chứa vào chiều thứ năm và cho biết dự báo tình trạng lũ lụt trong tương lai cực kỳ không chắc chắn và mực nước ở hạ lưu sông Dương Tử sẽ tăng sau khi nước lũ dâng lên trong hồ chứa. Bộ thủy lợi Trung Quốc cho biết sông Dương Tử đang chứng kiến trận lũ lụt nghiêm trọng thứ hai trong năm 2024. Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin trận lũ lụt nghiêm trọng đầu tiên trong năm đã diễn ra vào ngày 28 tháng 6 đến sáng ngày 9 tháng 7 một khu vực lớn ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử đã bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt này. Các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây và An Huy cũng bị ngập do mưa bão. Tờ Channel Daily đưa tin đập tam hiệp trên sông Dương Tử đã tăng lượng sản lũ từ 27.000 lên 31.000 m3 một giây vào ngày 10 tháng 7 năm 2024. Thượng nguồn đập Tam Hiệp dự kiến sẽ có lượng mưa lớn với lưu lượng nước vào đập tối đa đạt 45.000 m khối trên dây, cao hơn nhiều so với lưu lượng nước xả. Trong khi đó ở thị trấn Tuần Châu tỉnh Hồ Nam, ngày 11 tháng 7, chính quyền địa phương cho biết tổng cộng 7,57 triệu m khối nước được xả khỏi thị trấn bị ngập lụt và mực nước đã giảm 0,15 m. Các nhà chức trách bắt đầu bơm hút nước vào ngày 9 tháng 7 sau khi vụ vỡ đê ở Hồ Động Đình, hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc, được xử lý xong vào tối ngày 8 tháng 7. Tổng diện tích 47,76 km vuông, tương đương hơn 90% diện tích thị trấn đã bị ngập và độ sâu trung bình của nước lũ là 4,6 m theo tờ Khunan Daily, tổng cộng có 16 đội thoát nước chuyên nghiệp và hơn 300 thiết bị đã được sử dụng để bơm hút nước. Chen Quenping, chuyên gia tại Trung tâm Thủy lợi Hồ Động Đình, Hồ Nam cho biết, Hồ Nam dự kiến sẽ có lượng mưa trung bình chỉ 10mm từ ngày 10 tới ngày 17 tháng 7. Nhờ vá đề, mực nước Hồ Động Đình dự kiến sẽ tiếp tục rút dần hoặc giữ nguyên trong tuần tới. Từ đầu tháng 5, Trung Quốc đã cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng ở trung và hạ lưu sông Dương Tử trong mùa bão lũ năm 2024. Ba tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam và Giang Tây ở miền Đông Trung Quốc dự kiến hứng chịu lũ lụt lớn trong mùa bão lũ năm nay. Đây là những khu vực kiểm soát lũ lụt quan trọng ở trung và hạ lưu sông Dương Tử theo cơ quan cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt Trung Quốc. Theo China Daily, ngày 2 tháng 7, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã giảm lưu lượng xả của đập Tam Hiệp từ 24.000 m3 trên giây xuống còn 14.000 m3 trên giây để giảm áp lực lũ ở Hạ Lô sau khi huyện Bình Giang ở tỉnh Hồ Nam hứng chịu trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 70 năm sau những cơn mưa bão xối xả. Ngày 11 tháng 7, chính quyền thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc cho biết số người thiệt mạng do mưa lớn ở thành phố này đã tăng lên 5 người và một người khác vẫn đang mất tích. Mưa lớn đã xối xả chút xuống thành phố Trùng Khánh kể từ tối ngày 10 tháng 7, khiến mực nước ở 15 con sông dâng cao trên mức báo động. Trong số những người thiệt mạng có một nạn nhân trong vụ sập nhà. Theo giới chức địa phương, mưa bão đổ bộ vào huyện Điếm Giang từ tối ngày 10 tháng 7 với lượng mưa tối đa hàng ngày đo được là 254,6 mm, mức cao kỷ lục kể từ khi dữ liệu khí tượng tại đây được thu thập. Gần 7.000 người ở huyện này đã bị ảnh hưởng trong đợt mưa bão mới nhất, trong đó có 170 người phải sơ tán. Các phóng viên trang Đinh Duan Sinwell hôm 7 tháng 7 đã có mặt tại khu tái định cư do chính quyền Trung Quốc lập cho nạn dân sau vụ vỡ đê Hồ Động Đình. Nơi đây vốn là một trường học trong huyện Hoa Dung, thuộc tỉnh Hồ Nam, hiện là chỗ cư trú của hơn 700 người. Trong đó có bà Dương Hồng đến từ thôn Đoàn Đông. Bà Dương kể lại tình cảnh khi đó, vào 15 giờ chiều mùng 5 tháng 7, tôi cùng nhiều người dân khác trong thôn Đoàn Đông nhận thông báo nhanh chóng đi sơ tán. Tôi nghe nói tình hình D bên Hồ Động Đình, nằm cách thôn tôi vài ngôi làng đang nguy cấp, do trong nhà có người già không tiện cho việc di chuyển nên tôi tạm thời ở lại trong thôn. Ai ngờ chưa tới tối mà nước lũ đã tràn về. Do nhà bà Dương nằm ở khu trũng của thôn nên khi lũ tràn về thì mực nước nhanh chóng dâng cao hơn 3 mét. Gia đình bà Đình phải treo lên mái nhà và cố thủ ở đó. Dương nói rằng mái nhà bà khi đó nhìn giống như hòn đảo biệt lập bị lũ vây quanh. Sau đó, chính quyền địa phương đã điều động lực lượng cứu hộ tới thôn Đoàn Đông để sơ tán người dân mắc kẹt giữa dòng lũ, trong đó có gia đình bà Dương. Bà Dương nói, Hai người con trai của tôi đều đi làm ăn xa, sau khi nghe tin dữ đã gọi điện về, dù chúng đều nói muốn quay về nhà, nhưng tôi ngăn lại và nói rằng dù có về thì nhà bị ngập cũng không thể ở được. Cả gia đình hiện ở khu tái định cư nên các con đừng lo lắng. Dương kể tiếp, thiên tai xảy ra đột ngột khiến bà và người thân không kịp sơ tán đàn gia súc. Ngoài ra hơn 40 mẫu đất trồng đậu nành vừa khai hoa cũng bị lũ nhấn chìm. Dù vậy, chúng tôi vẫn nuôi hy vọng, chúng tôi vẫn cần khôi phục mọi thứ, cần xây dựng lại tổ ấm của mình. Ở một diễn biến khác, giới lãnh đạo tỉnh Hồ Nam Trung Quốc chiều mùng 7 tháng 7 đã tổ chức họp báo về tình hình vỡ đê bên Hồ Động Đình. Phó tỉnh trưởng Hồ Nam, quan chức Trương Nganh Xuân cho biết các lực lượng cứu hộ đã di rời hơn 7.680 người từ vùng thiên tai tới nơi an toàn. Rất may, chưa có ghi nhận thương vong về người do lũ gây ra. Bà Trương cho hay vào 23 giờ đêm mùng 6 tháng 7, các cơ quan chức năng đã bắt đầu tiến hành lấp lỗ thủng trên đê hồ Đậu Đình. Tới chiều mùng 7 tháng 7, chúng tôi đã lấp hơn 80 m trên đoạn nứt đê. Dự kiến việc vá đê sẽ hoàn tất trước trưa mùng 9 tháng 7. Đập Tam Hiệp của Trung Quốc là dự án thủy điện lớn nhất từng được xây dựng trong lịch sử, CNN đánh giá trong một bài viết năm 2020, đến nay kỷ lục này chưa bị phá vỡ. Toàn bộ dự án tốn 200 tỷ nhân dân tệ, 28,6 tỷ đô la Mỹ, mất gần hai thập kỷ để xây dựng và đòi khỏi phải di rời hơn một triệu người dọc theo sông Dương Tử. Năm 2006, đập Tam Hiệp hoàn thành với kích thước đáng kinh ngạc, đập cao 181 m và trải dài 2.335 m trên sông Dương Tử. Khi bắt đầu xây dựng vào năm 1994, con đập này không chỉ được thiết kế để tạo ra điện nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho Trung Quốc, mà còn để chế ngự con sông dài nhất châu Á tại nước này sông dương tử hay sông trường giang giải thứ ba thế giới nhằm bảo vệ hàng triệu người khỏi lũ lụt thảm khốc việc chặn dòng sông thứ ba thế giới tại điểm dốc nhất và nguy hiểm nhất đánh dấu một bước tiến lớn trong quá trình xây dựng đập tam hiệp của trung quốc siêu đập này xứng tầm với các vị pharaon xây dựng kim tự tháp ai cập washington post bình luận Truyền thông Trung Quốc thông tin đập tam hiệp còn là một gã sản xuất điện khổng lồ thực sự với công suất phát điện đáng kinh ngạc. Nhà máy thủy điện ở Tam Hiệp hoàn thiện năm 2012 với tổng công suất lắp đặt là 22.500 MW, nhiều gấp 3 lần công suất của đập Grand Coulee, con đập lớn nhất ở Mỹ, CNN đưa tin. ECNS của Trung Quốc cho biết, trong gần 20 năm qua, đập Tam Hiệp đã đóng góp hơn 22.000 tỷ nhân dân tệ, hơn 3.000 tỷ đô la Mỹ cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Trong 3 năm 2018, 2020 và 2021, sản lượng điện hàng năm của nhà máy thủy điện ở đập Tam Hiệp đã vượt quá 100 tỷ kWh. Riêng năm 2020, đập Tam Hiệp đã sản xuất tổng cộng 111,8 tỷ kWh điện sạch lập kỷ lục thế giới. Mặc dù dự án Tam Hiệp mang lại những lợi ích toàn diện to lớn, nhưng vẫn còn vấn đề cấp bách cần được giải quyết, Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.